quy định nồng độ cồn 0%, kinh tế sa sút, dân thành bò sữa để công an lợi lớn. Số liệu thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, trong năm 2018, Việt Nam đã xảy ra hơn 18.000 vụ tai nạn giao thông, trong đó chiếm 70% số tai nạn giao thông là do lái xe uống rượu bia khi tham gia giao thông, khiến cho 8.125 người thiệt mạng và 14.194 người bị thương. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây cho biết, khi khảo sát hơn 18.000 nạn nhân tai nạn giao thông tại Việt Nam, thì có đến 36,5% người điều khiển xe máy và 66,8% người lái xe ô tô có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép. Đó là lý do WHO xếp Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực ASEAN về số người chết do tai nạn giao thông. Người Việt giảm uống bia, doanh số các công ty rượu bia lao dốc thảm hại. Chính quyền Việt Nam đưa ra chính sách cấm người lái xe có hơi men được công luận đồng tình, nhất là việc lực lượng cảnh sát giao thông xử lý quyết liệt với các lái xe say xỉn. Nhờ đó, số vụ tai nạn giao thông trên đường đã giảm hẳn, cũng như đang thay đổi thói quen của một bộ phận người dân thích nhậu nhẹt là điều đáng hoan nghênh. Theo quy định của luật giao thông đường bộ hiện hành, không cấm tuyệt đối nồng độ cồn 0% khi lái xe, mà quy định ngưỡng nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, cả xe hơi và xe gắn máy là trên 500mg trên 100ml máu, hoặc tức là 0,25mg trên 1 lít khí thở. Tuy nhiên, mới đây, trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, việc cấm uống rượu bia khi lái xe một lần nữa lại được đưa vào luật. Cụ thể, tại khoản 1 điều 8 dự thảo luật quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Đối với quy định mới này, nhiều đại biểu cũng như dư luận xã hội đã có nhiều ý kiến trái chiều. Được biết, trên thế giới chỉ có khoảng 20 quốc gia, phần lớn là theo Hồi giáo, là có quy định ngưỡng nồng độ cồn 0% trên mức này là sẽ bị phạt, trong khi các quốc gia phương Tây và Hoa Kỳ áp dụng vùng xanh có mức phạt từ 0,05% trở lên. Việc quy định ngưỡng xử phạt nồng độ cồn ở mức 0% cũng dẫn đến các tác động không tốt với đời sống, kinh tế và xã hội. Cụ thể, việc tăng cường xử phạt nồng độ cồn đã có tác động không nhỏ đến lợi nhuận của các công ty sản xuất cũng như các cơ sở kinh doanh rượu bia trong năm 2023. Bộ trưởng Công an ông Tô Lâm. Theo tờ báo Việt Nam Express, chỉ trong 2 tháng cuối năm 2023, sau khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát động chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay về kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe, thì các quán nhậu trở nên vắng vẻ bởi các đội cảnh sát giao thông đã đến túc trực tại những con đường tập trung nhiều quán bar, nhà hàng và quán nhậu, đã khiến người dân bớt thói quen đi ăn nhậu. Giới quan sát ở Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét các quán nhậu ở khu vực Bầu Cát, quận Tân Bình và hai bên bờ kè đường Trường Sa, Hoàng Sa kéo dài từ quận Bình Thạnh đến quận 1 trước đây thường xuyên tấp nập khách hàng bất kể giờ giấc, nhưng gần đây đã trở nên vắng khách. Nhiều chủ quán đã phải đóng cửa sang nhượng mặt bằng do kinh doanh thua lỗ. Cũng theo tờ báo Tuổi Trẻ Online, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn, Hà Nội cho thấy doanh nghiệp này đã doanh thu hơn 609 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế giảm tới 25%, chỉ đạt có 43,4 tỷ đồng. Còn Công ty Bia Hà Nội, Thanh Hóa cho biết tổng sản lượng tiêu thụ chỉ trong quý 4 năm 2023 đã giảm 2,9 triệu lít so với cùng kỳ. Và điều tương tự cũng xảy ra với các công ty rượu bia khác như Habeco, Sabeco và Bia Huế, v.v. Qua tìm hiểu của phóng viên Thời báo.de được biết, nguồn cơn của tình trạng trên xuất phát từ Nghị định 100 của Chính phủ ban hành vào năm 2019 và Nghị định mới nhất do Bộ Công an ban hành vào cuối năm 2023 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Một trạm kiểm soát giao thông ở Hà Nội. Nhưng quan trọng hơn cả, theo quyết định về phân bổ ngân sách trung ương được Quốc hội thông qua chiều ngày 10 tháng 11 năm 2023, Bộ Công an được hưởng tới 85% số thu xử phạt vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông, 15% còn lại dành cho các địa phương để chi cho các lực lượng khác. Điều đó đã kích thích sự hưng phấn làm tiền của lực lượng cảnh sát giao thông, khiến lực lượng này bất kể nắng mưa 24/7
có mặt trên đường để mà hành dân. Công luận thấy rằng việc Quốc hội cho phép Bộ Công an được hưởng tới 85% tiền phạt là nhà nước mặc nhiên cổ vũ khích lệ cho việc xử phạt, đó là hành vi coi dân là con bò sữa. Dù rằng chủ trương cấm người có nồng độ cồn cao đi điều khiển phương tiện giao thông là hợp lý, góp phần giảm thiểu tai nạn, nhưng cũng không nên áp dụng một cách quá cứng nhắc đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin hôm nay, quy định nồng độ cồn 0%, kinh tế sa sút, dân thành bò sữa để công an hưởng lợi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Trần Tuấn Anh vẫn chưa yên, Tô Đại tướng quyết không tha cho Tổng Trọng. Nguyễn Phú Trọng không hiện hình, chỉ còn hiện chữ trên mặt báo Việt Nam. Đó là tiêu đề của Nhật báo Người Việt tại Hoa Kỳ đưa tin vào ngày 2 tháng 2. Bản tin cho biết hơn nửa tháng sau lần xuất hiện chớp nhoáng tại phiên họp bất thường của Quốc hội hôm 15 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, được ghi nhận chỉ còn hiện chữ trên mặt báo. Theo đó, các bản tin liên quan đến ông Trọng được các báo ở Việt Nam đăng tải đồng loạt với nội dung giống y hệt nhau, nhưng đều dùng hình cũ hoặc hình không rõ thời điểm chụp. Ông Trung tướng Tô Ân Sô nói rằng, có vật tư đội khống giá tới 300% làm tăng giá điện. Bình luận này phù hợp với thông tin vào ngày 31 tháng 1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét quyết định về công tác cán bộ, nhưng Tổng Bí thư không tham gia với lý do bận. Đây là một cuộc họp quan trọng liên quan đến việc Ban chấp hành Trung ương xem xét cho ý kiến về nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu trước 60 tuổi của ông Trần Tuấn Anh. Tuy không có sự góp mặt của Tổng Trọng, nhưng Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chấp thuận để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ tất cả các chức vụ từ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cho đến Trưởng Ban Kinh tế Trung ương để nghỉ hưu trước tuổi quy định. Theo giới thạo tin, sự vắng mặt của Nguyễn Phú Trọng không phải là cố ý tránh mặt như tin đồn, mà liên quan đến vấn đề sức khỏe hết sức nghiêm trọng của ông Tổng Bí thư đang diễn ra. Thông cáo của Ban chấp hành Trung ương về những sai phạm nghiêm trọng của ông Trần Tuấn Anh ở Bộ Công Thương đã phản ánh không đúng bản chất của vụ việc. Trên thực tế, những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh là hết sức nghiêm trọng, cần phải khởi tố hình sự và bắt giam mới thỏa đáng. Lời lẽ trong thông cáo báo chí nói trên toàn mang tính chất chạy tội như ông Trần Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công nghiệp, Công Thương, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng, hành chính. Trước đó, các cơ quan chức năng đã có những biện pháp xử lý mạnh, khởi tố và bắt giam hàng loạt lãnh đạo Bộ Công Thương và EVN. Các thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng và ông Đỗ Thắng Hải, phụ tá của ông Trần Tuấn Anh, đều bị khởi tố và bắt tạm giam trong tháng 1 năm 2024. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã già nua, nhưng có mối quan hệ rất đặc biệt với ông Trần Tuấn Anh. Đáng chú ý, sau thông báo của Ban chấp hành Trung ương về những sai phạm nghiêm trọng của ông Trần Tuấn Anh Bộ Công Thương, thì Bộ Công an bất ngờ công bố về các tác nhân làm tăng giá điện và gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Trang tài chính Cà phê F vào ngày 2 tháng 2 đưa bản tin. Trung tướng Tuân Sô nói có vật tư đội khống giá tới 300%, làm tăng giá điện. Bản tin cho biết, tại cuộc họp báo của Chính phủ thường kỳ vào tháng 1 năm 2024, Trung tướng Tuân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết có tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau để nâng giá vật tư thiết bị điện, khiến giá điện tăng cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Theo đó, nhiều vật tư thiết bị điện được nhà thầu và chủ đầu tư nâng giá từ vài chục cho đến vài trăm phần trăm, có những vật tư được nâng giá lên tới 300%. Điều này đã khiến cho giá sản xuất điện bị nâng lên rất cao, vì chi phí vật tư được cộng vào giá thành, khiến người tiêu thụ dùng bị thiệt thòi. Dưới quan sát nhận xét, những phát biểu mang tính sới lại như việc kể trên của người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam xảy ra vào thời điểm chỉ sau một ngày
khi Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Trần Tuấn Anh nghỉ hưu sớm trước 60 tuổi. Cho nghỉ hưu đồng nghĩa với việc ông Trần Tuấn Anh đã thoát tội và được hạ cánh an toàn. Lý do không thể đẹp hơn, đó là phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu. Điều vừa kể theo giới phân tích nghĩa là ông Trần Tuấn Anh đã chủ động xin thôi chức vì trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, tương tự cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cách đây một năm. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam đầy tai tiếng. Và như vậy, ông Trần Tuấn Anh nghỉ hưu hoàn toàn không liên quan đến việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận những sai phạm của ông đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại là rất lớn tiền, tài sản của nhà nước. Kết luận này nêu ra trong kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào trung tuần tháng 12 năm 2023. Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng Trọng cũng như các phe cánh đang trong tình cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Hiện nay, Trần Tuấn Anh bị hồi tố về những sai phạm cũ có khả năng xảy ra rất cao. Cũng phải xin nhắc lại, sau Hội nghị Trung ương 8, khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố sẽ rửa tay gác kiếm, thì việc các phe cánh khác trong đảng nói chung và Bộ Công an của ông Tô Lâm nói riêng nhân cơ hội này sẽ đồng thuận triệt hạ những vây cánh của Tổng Trọng như Trần Tuấn Anh là điều chắc chắn xảy ra. Đó là lý do có khả năng cao Công an và xe còi hú sẽ gõ cửa nhà Trần Tuấn Anh một ngày không xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Trần Tuấn Anh vẫn chưa yên, Tô Đại Tướng quyết không tha cho Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.